17 tháng 8, một vụ nổ bom nghiêm trọng đã xảy ra bên ngoài điện thờ Erawan ở quận Chitlom tại trung tâm thủ đô Bangkok của Thái Lan, gây thương vong lớn. Nguồn tin an ninh cho biết, vụ nổ xảy ra vào lúc 7 giờ tối theo giờ Hà Nội. Lực lượng cảnh sát quốc gia Thái Lan đã xác nhận về vụ nổ trên, song vẫn chưa đưa ra bất cứ thông tin gì về số người thương vong. Tuy nhiên, truyền thông địa phương cho biết có ít nhất 12 người thiệt mạng và 20 người bị thương trong vụ nổ này. Ngay sau khi xảy ra vụ nổ, cảnh sát và các nhân viên cứu hộ đã kịp thời có mặt tại hiện trường, đưa các nạn nhân tới các cơ sở y tế gần nhất. Hiện trường và khu vực lân cận cũng đã được phong tỏa do lo ngại vẫn còn một quả bom nữa chưa phát nổ. Điện thờ Erawan là một trong những khu vực linh thiêng của các tín đồ Hindu tại Bangkok, nằm ngay trên trục đường chạy dọc khu tổ hợp thương mại của thành phố này.